Ở đây chúng ta đang có tản nhiệt stock của Intel, một tản nhiệt khí của Cooler Master và một hệ thống tản nhiệt nước All-in-One cũng là của Cooler Master luôn. Thì các bạn phải tưởng tượng chúng ta đang ở trong thực tế. Thực tế thì việc sơn màu nó sẽ không giúp thay đổi bất kỳ điều gì cả. Như ví dụ trong game, như kiểu game của Valve như kiểu CSGO, Dota 2, game của Riot như kiểu là Valorant và Liên Minh Huyền Thoại, việc sơn màu hay thay đổi skin nó sẽ giúp cho cái trang phục, cái súng nó đẹp đẽ hơn. Chúng ta sẽ không giống như kiểu trong lửa chùa hay trong đột kích, sơn màu súng và tăng hiệu năng. Quay trở lại thực tế một chút, việc tản nhiệt stock này nó có được cải tiến khi so với thế hệ tiền nhiệm. Thế nhưng nó được tặng trong Intel Core i7 10700 và Intel Core i9 10900 vẫn được tặng cái tản nhiệt stock nó trông giống như thế này. Và các bạn có thể tưởng tượng này, Intel Core i9 10900 nó tiêu thụ điện năng có thể lên đến tận 300W, thậm chí có thể hơn 300W điện. Và cái tản nhiệt này nó chỉ có thể tản được cho 80W thôi. Các bạn có thể hiểu được vấn đề đấy, tản nhiệt này nó không thể nào tản nhiệt cho Intel Core i9 10900. Vì thế chúng ta sẽ phải tìm đến những giải pháp giống tản nhiệt khí rời và tản nhiệt All-in-One. Thế nên trong video ngày hôm nay mình sẽ test cho các bạn biết được là hiệu năng tản nhiệt khi dùng tản nhiệt stock này, tản nhiệt khí và tản nhiệt nước All-in-One nó sẽ như thế nào. Rồi, vậy thì các bạn cũng đã nhìn được cái phần là trải nghiệm hiệu năng cũng như phần test game của mình rồi. Thì mình test không nhiều lắm. Thì mình sẽ kết luận như này, nếu như những bạn nào mà cần hiệu năng thực tế của Intel Core i9 nó được mượt mà nhất, thì rõ ràng chúng ta bắt buộc sử dụng tản nhiệt nước All-in-One. Tản nhiệt khí thì đồng ý một điều là khi chơi game vẫn có thể mắc xung được. Thế nhưng khi các bạn render thì chưa chắc cái mẫu tản nhiệt này nó đã phù hợp để sử dụng cho Intel Core i9. Chúng ta nên sử dụng cái mẫu tản nhiệt nước All-in-One giống như này. Và thì đường link của sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video. Các bạn có thể click vào để chọn mua. Đừng quên bấm like, share như subscribe kênh YouTube của Alpha để không bỏ lỡ bất kỳ video clip nào chúng mình tung ra trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.